Hello anh em. Eo ơi, nhiều con ngon ấy. Ê nhưng mà mình đang muốn đánh đấu sĩ. Tại lâu không đánh đấu sĩ. Cái bà anh em đánh đấu sĩ. Sephira cũng ngon. Nếu mà đủ tiền mua thêm cả Sephira nữa cho đỡ phải lấy nhá. Nhưng mà không, mình sẽ đánh đấu sĩ đó. Ao. Còn lấy không nào? Lấy đã cùng lắm bán đi. Là bao nhiêu tiền đây anh em ơi? Không đủ tiền phát là bán này. Nào quyết nhanh nào anh em. Cho tôi một đồng tiền đi. Hai. Một. Không. Thôi chịu rồi anh em. Không biết là nó bao nhiêu. Ngọc Đại Pháp Sư. Đây rồi. Cầm máu nha. Chúng ta phải cầm máu nha. Thợ săn quỷ hay tê. Nghĩ là đủ chiêu trò để cầm máu anh em ơi. Đấu sĩ à. Bây giờ mình đánh đấu sĩ hiệu quả gì nhỉ? Nghĩ nào. Bây giờ nhá. Nó sẽ là có gì? Có 8 đấu sĩ đúng không? Cho nó một con này, nó kèm được một con hắc ám. Nó cọt hoặc là rồng hoặc là... Má nó xiên cả đôi. Cay đắng quá. Biết thể lấy con na cọt về con kia. Nhưng mà thôi không sao, na cọt với con kia mình. Ủa cái quái gì này? Đánh gì hai ma lốc một con ma con kia vậy? Sao mà đấu sĩ được, cố lên. 8 đấu sĩ này, kẹp với một con hắc áo là 9. Con von cát là 10 à? Con cát lại trùng hệ nhỉ? Một con gì đó là 10, một con gì đó là 10, chưa biết là con gì. Nhưng mà sẽ có một con gì đó là 10. Con này đúng này đi. Con rat này trông vẻ tín này, trông rat này trông vẻ tín hơn. Khoa học này nhót, ok hay là đấu sĩ. Ok tạm thời từng này đã. Ma lốc này đen thế, của đấy mình không kịp check nhà. Ma lốc không kịp nhỉ. Ma lốc ngọc đại thì thường vẫn nhảy được mà nhé. Như kiểu quả này này là nhảy được này. Piu đấy thế nhảy được một con. Một con là được rồi. Không đam mê gì nhiều. Khoảng hai. Nhưng mà không chết ai. Ngon nhất đội hình này khả năng ra một cái thẻ ma tộc là ngon nhỉ. Gánh đa bằng đấu sĩ với cả thêm hắc ám đấu sĩ. Ok đấu sĩ này. Rat này nhót được này. Đấu sĩ này. Đấu sĩ này. Bán con này đi mua con đấu sĩ kia hơi phí tiền ta. Ta có thể khóa lại. Khóa lại thôi vậy. Đứng góc này đi. Thôi đứng góc này hai ma lốc. Ô khéo thắng em ấy. Thắng được không nhỉ? Quẹt. Quẹt là đốt rồi đấy. Ma lốc nhảy thêm phát nữa thắng. Ê thắng à. Giỏi. Thôi mình khóa lại này rồi. Đồ mình ngon mà tạo được ngọc đại trông tù nhỉ, trông mấy con đấu sĩ tù vãi thì không biết xếp tướng gì nó cứ đi bộ hết cả lên cơ trông thấy ghét. Bên mình thiếu Richter nữa. Richter thì chắc là từ từ mà lên. Anh tạo 6 đấu sĩ hắc ám kẹp thêm khả năng kẹp được Teo Krixi được ngon. Hắc ám thì kiếm con rồng con nắc với kiếm thêm với thương. Nhưng mà có thêm với thương thì mình sẽ đánh con rồng, còn không thì mình sẽ đánh con nắc. Đam mê làm đội hình đấu sĩ này mà cái đội hình đấu sĩ này nó kiểu anh em phải là chơi hệ cái chế độ bốn tướng, chế độ sử thi, xong rồi anh em phải có con ma lốc cơ.
thì em mới chơi được cái đội hình này cơ, bởi vì đầu game không có ma lốc cơ, mà em mãi không ra ma lốc là dở lắm. Là không sống được với cái đội hình này đâu. Floor này con này quan trọng. Về ra. Giờ nào nhỉ? Cái này bỏ được không? Này đi. Hay là T bỏ được, lau mày bỏ tạm đi. Này cũng cần nữa nhỉ, thưa biết thấy bỏ này. Giữ con lau lại. Mày cũng cần ha. Cần thì bán nào đá xi đi nhá. Này đi bộ lên. Nhiều giáp ảo phết nhỉ. Đừng nhảy đi em, đúng rồi, đừng ăn chóa. Đúng rồi, đánh thường nó, bành kìa bưởi. Đánh thường nó lên phát nữa. Cũng không ăn thua nhưng bắn này đi vậy. Bỏ khóa nha, đừng để phòng khóa nhầm. Đấu sĩ. Có thương luôn này. Thế đánh rồng được nhỉ. Lo cầm thương, ma lốc đứng đây đi. Thêm con rồng ở đây nữa. Đó, thế là vừa. Thế kiếm con rồng thôi. Kiếm thêm một rồng, cầm ngọc đại cho con rồng. Quá hợp lý nha em. Không có đội hình đấu sĩ nhỉ, để em xem. À đây đấu sĩ ấm hoàng này. Không quá hoàn thiện nhưng mà nhìn trông cũng tạm được. Thổ sân quỷ không cần lắm. Yon, Hensui. Đấu sĩ. Thế thoáng phải để ý xem mình có mua bán nhầm tướng hay gì không nhé. Xem con hắc ám cũng được. Thôi. Voi. Rồi xong, ma lốc ăn choáng rồi. Bây giờ những con này sẽ bỏ được. Con heo này thì chắc là cũng không chơi đâu. Luôn. Voi thì hên xui. Kiểu voi có lúc mình chơi, lúc mình không chơi. Xiên sớm, chết luôn. Con này thì giữ này. Con này thì chắc không cần này. Voi. Voi thì ra con này đủ tanh này. Đục sĩ này đủ tanh này. Nhiều tanh. Voi. Cần thêm mấy con đứng đằng sau. Liên hiệp tục len. Ấm hoàng à. Đánh đồ. Còn thêm này là đấu sĩ full nữa này. Mili thằng đây. Ma lốc này đứng giữa có yên tâm không? Teo bắn một phát ở giữa này. Teo bắn hai phát ở giữa này. Thương bắt đáy à? Cho con... Mình đây đi. Trông hơi kỳ tí mà. Ma lốc này đứng có ulti được ok không nhỉ? Hơi lo. Công ty sẽ hơi xấu hơn một tí nhưng mà ok chứ. Ai à, khỏe phết nhỉ. Trông thấy cũng khỏe phết nhỉ. Đây level 7 thêm một con rồng. Đây level 7 kia thêm con rồng. Khá tươi. Lên ấm hoàng này. Ấm hoàng này. Con này hơi khó kẹp nhỉ. Đấu sĩ này. Ấm hoàng à. Không thích ấm hoàng lắm. Thiếu Richter thôi. Không có mua về á. Hay thôi nhỉ. Bọn này đã, một này đã. Bọn này bỏ game rồi. Nhà này gặp mình sẽ khổ này. Nhà này thì gặp mình hên xui. Nhà này gặp mình cũng hên xui. Nhà này mấy nhà nào gặp mình ngon nhỉ? Giáp à? Giáp vật lý, công vật lý à? Thế thì chắc là gặp mình nhà hắc ám thì nó sẽ counter mình thôi. Nhà này chắc bị counter bởi hắc ám. Vì cái bạn này trông có vẻ điên. Đoán vậy. Thật xong quỷ.
Ok. Vera về nữa. Ám hoàng thì bây giờ mình sẽ cần mình sẽ bỏ 6 đấu sĩ à? 6 đấu sĩ đang ngon. Thêm một tớ mình cũng thêm môn rồng thôi. Bảo sử ám hoàng với lại ấy đi. Bán thần thì suy nghĩ nhé. Con ma tộc này thì để cho vui thôi chứ cũng không chơi. Nghĩa là cần thêm rất nhiều mana để cho con ma lốc thêm thêm mana nữa anh em ơi. Thì con cái ngọc đại kia mình nghĩ mình cho con rồng mà. Ma lốc này còn bao nhiêu? 10 con, ok. Floor này em cũng cần phải bán bớt đi để mình mua thêm này. Chưa thấy floor. Đấu sĩ này, thợ săn hắc ám à, Airi à, bản thân nhỏ tạm nhé, thêm con hắc ám này tạm đi, trong không biết kẹp gì này, em cho Airi hoặc là ma lốc đi, ma lốc chém ra ma tộc sát thương, mình nghĩ là sẽ ném đứng thẳng này. Thì nó cũng không ulti vào giữa đâu, mình không nghĩ là có mấy con ulti vào giữa đấy. Keo là sẽ ulti chéo. Ulti vào giữa. Airi bắt Airi đi. Ui Airi đứng giữa ngon, hơi hơi giữa một tí ngon. Đó sẽ dính đam vào mấy con bên cạnh trước. Trước khi dính đam vào con kia của mình. Arduino ulti được quả đẹp này, Malok cũng nhảy được với hơi tiếc. Vedet 2 tầm này khi carry được không? Quẹt không phát. Chết luôn. Lá xe nèo này ghê quá. Trừ chi hồn. Quẹt. Đấy mà chết thì xong. Cầm tí chi hồn nữa. Rồng nữa. Cầm con rồng. Này đi. Cho Airi. Cho Vered đi. Vered cũng carry được. Peo này giữ mọi con rồng heo nhót tạm này, rác nhót này. Ui, Vered quẹt quả đấy điên thế. Ui, Vered. Nào, anh em nói gì đi. Vered carry ở đấy đấy. Ui, Vered đấu sĩ điên nhở. Á, cho nó thêm đồ. Cho nó thêm đồ. Con Malok phải xuống đáy không ok lắm nhỉ. Mình cần thêm một cái choi nữa cho nó. Sách thành. Rồi, suy tính nha, suy tính nha. Mong biết là ra một cái thẻ ma tộc. Mình cho được thêm một con cát. Ngon nhất là thành mắt tộc. Floor này cầm thương cũng ngon. Với cả trách thương này. Mấy bạn bắt quả ảo phết anh em ơi. Chơi góc này của các bạn ấy đi. Vred đi bộ đứng lên quẹt 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 đi. Floor. Lo góc này đi. Arduin. Này luôn đây. Bắt con gì của bạn ấy bên kia nhé. Một con gì bạn ấy để bên kia trông rất là ngứa mắt ghê. Cần thêm một choi nhé, của đấy các em mình lấy cái choi cũng được đấy. Thôi lỡ lấy cái sách thánh rồi cũng ngon. Sách thánh à, sách thánh để ma lốc 2 xong rồi mình lên thêm một đồ tanh cho nó nữa, mình cho rằng nó đứng giữa. Trận này bao nhiêu yon? Một Yon này, với cả một Teo, mình nhớ một con Teo bắn giữa. Trông khá là ghét, bạn này 6 cung à. 6 cung, Văn Bình, sửa này thôi anh em. 6 cung gặp mình không sợ đâu. Mình nhiều giáp mà. Ôi, không cần hai con Teo đâu, một con Teo thôi. Đây rồi, ma lốc 2. Ma lốc 2 thì đứng lại được, cho con Floor bay đi à. Văn Bình.
chó bay xuống dưới. Nó bay xuống dưới góc đấy khá là bị ăn choáng à. Không sao, chó một phát không chết đâu. Trách thương bạn kia nhá. Bạn kia vẫn để thương mình kéo bên kia không có gì. Rồng thổi lệch này. Rồng mình thổi cũng lệch lắm. Chịu thôi. AT bên này carry quá. Lủng mất con 2 AT này. Đây, bạn nào đây? Cao thắng à? Ok, để ý bạn này nhá. Bạn này 4 hắc ám nguy hiểm phết đấy. Bạn này đốt qua lớp giáp ảo mình được. Nói chung gặp nhà 4 hắc ám sớm cũng khá là dễ. Dễ mấy nhà đó. Vết 3 không nhỉ? Hay làm quả vết hay thôi liều. Là ngày vết 3 ngày cái liều liều như sao. Airy xuống góc này không? Thôi Airy xuống góc này đi carry. Mình nghĩ mình nên để con Malok ở lại. Vết đứng giữa. Thương xuống floor. Malok lại. Malok có tròi cho đứng giữa luôn nhưng mà không cho nó này rất thống khổ cho Malok luôn. Hai đồ. Chưa gặp cái bạn cung thủ này thì mình test sức mạnh với cả nhà cung thủ này nhỉ. Test sức mạnh nhà đấy phết. Là mình đánh nhau với nhà cung thủ cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Teo là thêm Chrissy này đi. Hai cái ám hoàng. Bây giờ thế nào nhỉ? Thêm một sót tướng nữa thì mình thêm một con này à? Khó nghĩ nhỉ? Bây giờ sẽ lên level 8 rồi lên level 9 đúng không? Thêm hai con đấu sĩ nữa đúng không? Xong rồi thêm một con sót tướng nữa là 10. Mà mình thêm được một con... thêm một con gì đó tanh tanh, một con thên hoặc con gì đó gây đam à? Vậy thôi, cho gây đam thôi. Săn quỷ, thêm một con thợ săn quỷ nhỉ. Tại trận này cũng không thêm được hai con ma tộc trừ khi có một thẻ ma tộc. Một thẻ ma tộc thì khá là ngon. Thẻ ma tộc thì mình tí lên làm 8 tướng mình cho con Vera này vào luôn lấy 3 ma tộc. Không ra thẻ ma tộc thì gì nhỉ? Con hệ gì? Thú à? Thú cứ sao sao nhỉ? Đồ vật lý. Liềm đi. Cho con cá đi. À đâu, cho ma lộc đi. Thế thì con Vera này phải nhót à. Rồng thì lên rồng 2 được này. Hai rồng được không nhỉ. Hai rồng hết ngọc mana. Ui con cát này. Ui con cát. Lấy thì tiếp. Thôi cứ lấy đi, ác sẽ tính sau nhé. Con cát sách thánh liềm kìa anh em ơi. Thế thì bỏ ma tộc à? Hay bỏ sứ ma tộc đi nhỉ? Đấu sĩ nó cũng khá là khỏe mà. Kệ sứ ma tộc không, bởi vì đồ cho con cát nó đẹp quá chẳng hạn. Nhưng mà nó bắt buộc phải có 8 đấu sĩ vì mình quyết định chơi 8 đấu sĩ rồi. Nó phải là 8 đấu sĩ anh em ấy. Airy ulti đẹp. Không ulti được. Do nó sấy cho ma lốc cũng nhảy được. Không có truy hồn cả rồi, nóng hồi máu. Thôi kệ bà đi. Chúng ta quyết định chơi đập con vong cát vào nhé. Tại đổ cho vong cát nó sách thánh các thứ. Ưu tiên quá. Anh 6 đấu sĩ được không nhở? 6 đấu sĩ nghe nó không hoàn thiện. Nghe nó cứ không hoàn thiện. Ma lốc này không còn đồ nữa này. Thế thì ma lốc cầm thương đi. Ma lốc hết mana rồi. Lo này đứng đây đi. Trách thương nhé. Ui bắt Yon. Chấp ma tộc thôi anh em ơi, đành phải chấp ma tộc thôi.
Tại kiểu mình không ngờ đồ cho con cát nó lại ra sách thánh cộng liềm nữa thì không đánh thì sót của cuộc đời. Bạn Phát Bình này vẫn MVP à? À đây thua rồi. Gặp bạn Mỹ Phương đúng không? Mỹ Phương này phải bạn cầm thương không? Mà nhớ mà bạn nào có con floor cầm thương bạn này, tên đẹp phết, hoặc là bạn Cao Thắng này. Mà nhớ bạn nào? Hay bạn này không biết. À đây bạn mới đề mình mà. Mà bạn nào cầm thương ấy. Né né bạn à, cái bạn đấy ra. Ê mà phong cách này không có cùng chiến. Ờ cũng không hợp lý lắm nhỉ. Bắt đầu thấy hơi sai sai rồi nha. Tên đẹp phết đây, mình gặp bạn. Tên đẹp phết này hơi khổ. À, nó cho dòng thổi giữa này. Bắt xứ góc này. À đây gặp bạn cầm thương rồi. Mày con cát với cả ma lốc chắc vẫn chơi được. Chấp nhẹ ma tộc, chấp nhẹ đấy đi. Thế là chơi anh em có thể chơi chuẩn bài một chút, và kiểu anh em đánh 6 đấu sĩ thôi. Xong rồi anh em bắt đầu đánh 6 đấu sĩ xong rồi anh em có thể kẹp được ma tộc như bình thường. Nó sẽ khá là khỏe hơn nhiều ấy. Đấy sát thương chuẩn. Ngoài ra kẹp 6 đấu sĩ ra ấy, anh em còn kẹp được thêm một con cùng chiến nữa. Khá là mắc pinh đấy. Nên là anh em đánh chuẩn chuẩn hơn một tí thì anh em có thể đánh kiểu đó. Còn mình thì không thích chuẩn nên là mình sử bạn này. Bạn này lại chạy góc này. Ui, một con von cát mà vào chỗ đấy nó nhảy cho một phát. Thì nó phải đúng là một cái gì đó. Ma lốc đứng giữa. Chết rồi. Thôi chết rồi, pha sau mình thổi cho một phát vào đấy nhá. Thổi cho một phát vào đấy. Thế thì cho con Vered xuống đấy. Cầm giác thống khổ rồi con Vered xuống đấy, hai đồ này. Cho con Vered bay xuống, ma lốc đứng về sau một chút. Rồng thổi đứng chéo chéo ra. Xử bạn Văn Bình này đã nhá. Ninja thợ săn quỷ cung thủ à? Ai à, nghe phức tạp phết nhỉ, chả hiểu cái gì luôn. Má lại có con cát nữa này. Hay là 52 đúng không? 52 là bao nhiêu? 28 à? 28 lên luôn được nhỉ, nhưng mà lên thêm thì thêm gì? Chả có gì để thêm. Đây mình sẽ để cái này nhé. Iri ở đây, góc này ở đây, floor ở đây, Malok ở đây đi. Floor ở đây. Malok ở đường xương đáy đi. Về đẹp xuống dưới kia. Thằng xa 28. Đây, sử bạn Văn Bình này nhé. Cho con về đẹp xuống đấy chơi. Peo ở đây à, chạy à. Này mình gắt mày thôi. Văn Bình chạy mình. Cao Thắng này thì gặp hơi khó nhằn nhá. Lo xiên. Vered ulti. Malok chắc 15 năm nữa nó ulti được. Con dòng thổi cũng chết bên kia kìa. Dòng thổi cũng chết bên kia là lỗ mình quá. Thiếu chi hồn. Yếu đam nhỉ. Sao yếu đam nhỉ. Hai slot tướng lấy đấu sĩ à. Tôi lấy sư đấu sĩ nhỉ. Von Cat này lên level 1. Cái chi hồn đi. Thổi cho nó trông răng gô ra khoai tí. Hết thương, anh em ơi, hết thương rồi. Nó lên luôn, kiếm đi rắc cho này. Rồi thuy lên. Kiếm nốt Richter nào anh em ơi. Cho tôi Richter tí rồi tôi chết cũng mang nguyện. Ê, lại lỡ tay. Mà lốc vấn đề là mà lốc 3 được, suy nghĩ nhé. Ôi thôi con rồng này nó thổi con cát mình rồi. Má cái nhà này lẽ ra mình phải counter nhà này đấy anh em. Mà con quy nó đấm hết rồi. Thôi xong đi 28 máu luôn đấy. Suýt đi. Thôi đập xuống con Victor 2 rồi mới lên luôn nhá. Kiếm con Victor 2. Phải tự nhiên mua cái quả đấy xong rồi mình không check nhà nữa. Quả đấy bộn kiếm con Victor quá, đam mê 8 đấu sĩ mà anh em. 3 máu vẫn sống được này.
ấy lại 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 bắt đầu ấy, lại bắt đầu ấy. Ê nhưng mà mình cần một Victor lắm ấy nhá. Cần con này vào đây. Ê xin đấy. Thôi xong rồi. Fuck. Thôi xong rồi. Cuồng chiến. Ok. Ui dòng bắn truy hồn. À ông bắn choáng. Giờ nó mới thổi. Ôi lại giấc mơ rồi, lại đam mê đấu sĩ và cái kết rồi chứ không, nó không thành công. Em ơi một cái đấy rồi, một con Victor 2 thôi là lật được một đống kèo đấy. Nó tăng 100% hút máu mà anh em. Đen đấy nhở. Em ơi gần kề với thiên đường lắm rồi đấy. Cái này mình đã chấp cả cuồng chiến, à trận cuối có cuồng chiến mà. Chấp ma tộc, ừ của đấy lẽ lấy ma tộc tạm. Cũng không cứu được. Hơi tiếc anh em ơi nhưng mà thôi không sao. Mình đến đây kết thúc rồi, anh em thích clip trên thì hãy cứ like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Hơi tiếc. Bye bye anh em.